luật khiển trách Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang. Ngày 26 tháng 4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đối với ông Nguyễn Tư Quỳnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Lý do là ông Quỳnh đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định thi hành kỷ luật số 1117/QĐ-S-TVK ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Ban Bí thư. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Lý do là bà Giang đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 1405/QĐ-UBKTTVK ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý, thực hiện một số dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các công ty trong hệ sinh thái AIC thực hiện, nhiều tổ chức đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh các nhiệm kỳ 2010-2016, 2016-2021. Trong đó, có ông bà Nguyễn Tư Quỳnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Hương Giang. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Tư Quỳnh.